Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho hay khó có khả năng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ sớm kết thúc. Trong bối cảnh đó, ông Erdogan khẳng định Ankara sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình, ngoại giao và các cuộc đàm phán. Sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Sochi ngày 4 tháng 9, Tổng thống Erdogan nhận định với báo giới rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã có những nỗ lực lớn nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine và cho biết những lời kêu gọi hòa bình của nước này vẫn không thay đổi kể từ khi giao tranh nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Thật không may, cuộc xung đột kéo dài một năm rưỡi này vẫn tiếp tục, ông Erdogan nói, và cho rằng không có triển vọng trước mắt để đạt được hòa bình. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Ankara sẽ tiếp tục nhắc lại rằng sẽ không có người thắng trong chiến tranh và không có người thua trong hòa bình. Chúng tôi sẵn sàng làm phần việc của mình nếu các bên có mong muốn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải trong các vấn đề như trao đổi tù nhân và nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Ông Erdogan cho hay, trong cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Putin sau gần một năm, ông Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng một lần nữa đưa Nga và Ukraine trở lại bàn đàm phán như điều nước này đã từng làm trước đây. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Moscow vẫn cởi mở với các cuộc đàm phán trong khi Kiev và phương Tây mới là bên từ chối đối thoại. Tổng thống Nga cho biết, trong những tháng đầu xung đột, các phái đoàn của Nga và Ukraine đã đạt được một số thỏa thuận và ký các tài liệu dự thảo, nhưng Kiev cuối cùng đã ném chúng vào thùng rác. Mùa thu năm ngoái, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một sắc lệnh chính thức cấm đàm phán với Nga, chừng nào Tổng thống Putin còn nắm quyền.